5 đến 10 ngày sau thì ảnh có hẹn em vô C5. Lúc đó là em dụ dỗ vào đơn vị chơi. Khi mới đón vào đó, bà đeo khẩu trang kín mít à, chùm kín mít luôn, vô tới đơn vị mới tháo ra, em bật ngửa rồi. Trời ơi, xinh dữ vậy. Cũng đẹp gái dữ trời. Đẹp gái dữ trời. Ôi, dễ thương quá. Hôm nay em thấy là cô dâu nhìn rất là xinh ấy. Cảm giác như khuôn mặt nó toát lên một cái niềm vui khó tả lắm anh. Xin chào anh Quốc Thuận. Xin chào chị Thanh Vân. Xin chào toàn thể cán bộ chiến sĩ và ekip làm việc trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Lê Quốc Thung, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại hội 20 trinh sát. Rồi xin mời em. Dạ em chào anh Quốc Thịnh, chị Thanh Vân. Em tên là Lê Thị Trâm, năm nay em 27 tuổi, hiện tại là em đang làm việc và sinh sống tại Tây Ninh luôn ạ. Em làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Dạ, thôi giờ mình hỏi cái giai đoạn đầu đi em. Vâng. Chắc là hai bạn quen nhau lâu rồi đúng không? Em quen nhau từ hồi em mới ra trường là cách đâu 6 năm rồi. Sự lúc đó vợ em chỉ là nạn nhân thôi. Năm 2017 khi em ra trường, với một cái khí thế hừng hực của một người thanh niên đeo quân hàm sĩ quan trên vai thì em quyết tâm là không sử dụng smartphone để tập trung vào công việc. Nhưng mà em về đơn vị mới, nhà em lại trước đó là Vũng Tàu, thì lên trên Tây Ninh để công tác thì nó xa gia đình, cũng nhiều cái buồn. Đêm về sau khi giờ ngủ nghỉ bộ đội thì mình về phòng, cảm giác nó trống vắng, cho nên là được 3 hôm sau em thôi trích tháng lương đầu tiên ra sắm cái smartphone. Quyết tâm dữ chưa? Quyết tâm dữ chưa? Em mới tải Zalo về đăng ký tài khoản, lựa nửa tiếng đồng hồ lấy một cái ảnh đẹp lung linh lồng lộn của mình lên làm avatar, sau đó bật kia lại quét tìm qua đây. Thì lúc đó là vô tình em cũng kết bạn với nhiều bạn gái lắm, nhưng mà sau khi đặt điện thoại xuống khoảng tầm 5 phút thì thấy nghe cái tiếng tinh đấy. Em bật lên là em thấy vợ em đồng ý kết bạn. Đầu tiên em không nói gì cả, em đặt lên em coi hình, mà lúc đó ấn tượng đầu tiên khi em coi hình của vợ em trên đấy là nhìn rất là ngố, với cặp mắt kính to đùng như thế này. Thật sự luôn là vợ em chụp ảnh không ăn ảnh, mắc cười lắm. Em mới nhắn tin cái câu đầu tiên khi em nhắn, tại vì lúc đó khuya là 11 giờ rưỡi đêm rồi, giờ này con không đi ngủ đi, sao thức khuya vậy? Trời ơi, nó lại là khẩu lệnh nữa. Dạ, lúc đó là em với vợ em cũng giống như kiểu cự lộn với nhau vậy. Trời đất ơi, cái phút đầu tiên mà coi như là nói chuyện như chữ lộn. Không, chứ bà vợ nói sao? Đêm đó là em thức hơi khuya, tại cũng vừa mới chia tay bạn trai được cách 2-3 tháng gì đó. Lên cài phim, cái thấy ảnh nhắn tin đến á, ảnh bảo là sao giờ này không chịu ngủ đi. Em nói trời ơi, cha nào vô duyên dữ vậy trời. Xong cái hai đứa nấu qua lấy lợi, xong cái từ gây lộn cái thấy ảnh tâm sự về công việc, em tâm sự về việc học tập của em, cái hai người cũng hợp. Rồi khoảng 5 đến 10 ngày sau thì ảnh có hẹn em vô C5. Lúc đó là em dụ dỗ vào đơn vị chơi. Khi mới đón vào đó, bà đeo khẩu trang kín mít à, chùm kín mít luôn, vô tới đơn vị mới tháo ra, em bật ngửa rồi. Trời ơi, xinh dữ vậy. Cũng đẹp gái dữ trời. Đẹp gái dữ trời. Xong rồi từ cái lúc đó, em nói thiệt lúc em nhắn tin là em rất dạn miệng, em không có e dè gì cả, nhưng mà đến khi hai đứa vô ngồi với nhau cứ bấm ngón tay, không biết nói gì nữa, lấy điện thoại ra bấm. Thì những lúc đó là gặp nhau là đúng hình khớp luôn. Dạ, bị khớp. Xong từ ngày hôm đó là em bắt đầu thay đổi thái độ, em quyết tâm là tấn công. Cái điều gì mà khiến mà em lại nghe lời ảnh và em vào trong đó nhập anh? Cái này em nói suy nghĩ em trước. Cái này em cũng bản thân em cũng chưa hỏi luôn. Lúc đó em rủ vào thì vợ em mới vào xem thế coi là hàng này là hàng nào mà sao nó nói chuyện cà chớn vậy. Đúng không? Đúng rồi đó. Thấy ta cũng được. Lúc đó là kiểu như ảnh giống như là một người anh mà ảnh ra lệnh mình này, khi mà từ nào giờ chưa có ai mà làm quen mà ra lệnh kiểu đó với em hết á. Dạ, nên em muốn xem mà ảnh sao. Thì cái ấn tượng của em khi mà lần đầu tiên gặp ảnh á, cũng được trai mà ảnh trắng lắm, trắng luôn, không một cái gì trắng luôn. Trắng á hả? Giờ là đỡ rồi chị. Ủa bộ Tùng làm trong bếp hay sao mà trắng không ạ? Dạ không anh, da em trắng lắm. Hồi đó em đi học cấp 3, từ cấp 3 đổ về trước. Em nói thiệt là con gái không có cửa cắn em. Ôi ôi. Nhưng mà từ khi vào đơn vị là thường xuyên ở học tập công tác ở ngoài nắng thì nó đen da đi thôi. Nhưng mà khi em mới ra trường thì ở quân khu các thủ trưởng cũng tạo điều kiện cho nghỉ 2 tháng ở nhà. Thì 2 tháng đó em chỉ ở nhà không? Thì em nhả nắng rất là nhanh. Lại trắng lại. Em chỉ cần 2 tuần thôi là nó trắng trở lại. Thêm cái nữa là thấy rất là ấn tượng cái dáng đi của ảnh như người mẫu vậy á. Dạ. Đi thì thẳng, ngực cong, mông cũng cong luôn. Em muốn coi Tùng đi không? Có. Tùng coi, Tùng coi. Bây giờ đứng lên Tùng, đừng có nghiêm nha. Đi bình thường, đứng đi. Này ổng gồng rồi. Ổng giống như hồi đó. Đi 2 chân mình chéo chéo nữa. Trời ơi. Như vậy là cảm giác như là bạn này hơi háo sắc nha. Nãy giờ toàn khen chồng là rất là đẹp trai, đi như người mẫu, rồi trắng. Không, cả hai đứa nó háo sắc hết luôn, như nhau luôn. Rồi thế rồi sau đó bao nhiêu lâu sau thì Tùng chính thức tỏ tình? Chưa. Sau đó là em mới rủ bả đi núi Bà, có lên cái động Kim Quang á. Rồi đây cũng bí mật em giấu, đó giờ cứ hỏi em hoài là em đến ông Khánh cái gì. Thì hôm nay là trước chương trình em có nói thật luôn, lên động Kim Quang em mới khấn là em tán được bả. Mà công nhận là thiên thật. Nhưng mà có một cái kỷ niệm vui trước khi đi núi Bà này mà tới giờ em nghĩ là em vẫn còn ngại. Đó là bạn bè cùng khóa với nhau á, có mời nhau ra ngoài thì cô uống được 2-3 lon bia, em uống không được nhiều. Về cũng có ngà say tự nhiên nửa đêm em lại nhắn tin em thích bả, giật mình lại thấy vô duyên quá, em lại thu hồi lại. Bà cũng có xem được rồi. Mà dạ lơ, bạn cũng có xem được rồi. Mà dạ lơ, sáng em mới hỏi là tối qua có thấy tin nhắn không thì lại kêu là không. Dạ thì ảnh nhắn là anh yêu em có thể là bạn gái của anh không. Nhưng mà lúc đó em ngại á, em thấy nó hiện trên cái điện thoại nhưng mà em không có mở vô xem. Cái ngày sinh nhật là ngày 20 tháng 12. Điều đó em biết sinh nhật, em không có hỏi nhưng mà em tự tìm hiểu. Thì ngay cái đêm hôm 20 đó thì vô tình là đơn vị em là bị chập đường điện hư điện. Em dự định là đi ra từ buổi chiều rồi, lúc em nhắn tin là em cũng không nói là gặp nhau để làm gì, mà em chỉ nói là nhắn tin ra coi công viên Thắng Lợi. Em mới tỏ tình, em bảo là anh thích em, đồng ý làm bạn gái anh nha. Thì bảo mới gật đầu cái rập. Dạ tại lúc đó là em thấy sự chân thành của ảnh á. Thì lúc đó là em đang đi học môn học, cái đang học với bạn. Bữa đó bài cũng quan trọng lắm, cái tự nhiên anh điện đến, anh bảo là em đang làm như vậy, ra gặp với anh một xíu. Cái em bảo là em đang học mới ra được. Anh nói trời ơi, ảnh sinh ra được khoảng có 15-20 phút mà không có ở lâu được. Ảnh đạp xe đạp từ ở Sư Năm á, chạy ra tới công viên đang chờ em. Em nghe đạp xe đạp từ ở Sư Năm ra tới đó tự nhiên thấy siêu lắm. Thôi em trốn học luôn. Sau em chạy ra thì thấy ảnh đang để chiếc xe đạp kế bên. Rồi ảnh ngồi, ảnh vỏ bánh kem ra trước đốt sẵn, cái chờ em lại, ảnh chúc mừng sinh nhật. Ôi cái hình ảnh, thật sự em thấy cái hình ảnh đó, hình ảnh rất đẹp em. Đúng. Vô luôn đi, vô phần sau luôn đi. Thế bây giờ lấy nhau rồi mới phát hiện ra là như nào nào? Em về nhà thì nhiều khi em hay làm cái vườn này kia đằng trước. Xong cái khát nước, cái lội cái chân vô trong nhà. Xong ba quay ra bả chửi. Em nói ở nhà là lau nhà đâu 80 lần. Là vợ em là rất kỹ. Dạ, kỹ cái nền, mỗi cái nền nhà thôi, còn ở trên là có nghĩa là chỉ quan tâm và kỹ càng với cái nền nhà thôi. Dạ đúng rồi. Rồi cái gì nữa nè? Cái gì không vừa lòng là lầu bầu chửi. Còn gì nữa không? Hay quên. Thí dụ một câu chuyện gì hay quên? Ví dụ như anh hỏi tất cả mọi cái liên quan đến kiểm điểm chắc không kể được đâu. Lần đầu hai người hôn nhau lần nữa. Dạ cái đó thì không quên được. Đó là kỷ niệm. Ở đâu bật mí đi. Em mới nhắc hồi nãy luôn á. Dạ ở trong Sinh Năm. Gan nha. Nó nghe nè, cái lần đầu tiên là bấm xong là hôn luôn hả? Dạ không, chắc cũng phải cả tháng sau. Là vô lần thứ mấy? Vô lần đó là lần thứ 7. Rồi bây giờ ông muốn bạn ấy thay đổi điều gì đây? Chồng em thì ảnh hơi nóng tính một xíu. Ảnh về thì kiểu như trong quân đội á, công việc ảnh làm phải xong á, nên nhiều khi cái thời gian nghỉ ngơi nó không có nhiều, không có ngủ nhiều, nên về nhà ảnh ngủ rất là nhiều. Nên em cũng mong muốn là ảnh bớt nóng lại trong mọi tình huống công việc hoặc là trong gia đình. Em mong sau này có thời gian nhiều hơn. Tại vì ảnh làm thì nhiều khi trực chiến không được về. Một tuần thì về khi có 2 lần hoặc 1 lần. Nên cũng không có thời gian chơi với con ở nhà. Có một lần là ảnh ru bé ngủ á, đưa cho bé ngủ ở trên, ảnh thì nằm ở dưới, xong bé nó tè lên người cũng không biết luôn. Thôi được con cùng ngủ. Dạ xong. Không, bé chưa ngủ em ngủ rồi. Vậy là cái tật xấu của ổng là cái gì? Ngủ nhiều. Con tè lên người không biết. Con tè lên người không biết luôn. Xong rồi con lại kêu ba cũng không hay luôn. Không hay luôn. Thế bây giờ nãy anh quên hỏi là mong muốn của em. Tùng có mong muốn gì không? Đối với em thì vợ em nếu mà thay đổi em không quen. Tức là yêu đến mức mà không có nhu cầu thay đổi luôn đúng không em? Đối với em thì nhiêu đó là đủ rồi. Rồi thì bây giờ đứng lên ôm vợ một cái để thể hiện tình cảm như nào. Thì, cảm ơn em trong thời gian qua đã dành tất cả mọi cái tình cảm cao nhất, những tình cảm thiêng liêng nhất là dành cho anh. Đáng yêu quá. Thôi chúc cho hai vợ chồng luôn cứ nắm chặt tay nhau đi như thế này, cùng nhau chia sẻ với nhau những cái khó khăn. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, rồi gia đình rất hạnh phúc. Tuổi, nghề nghiệp và chị đang ở đâu nha? Chị tên alo, em có nghe tín hiệu của chị không? Dạ có, em nghe rõ lắm chị, rồi chị nói đi ha. Chị tên Nhung, sinh năm 1979. Quê chị thì ở Bến Tre. Nhưng chị đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chị đang ở tại Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp. Chị thì cũng ước muốn lên đây tìm một người bạn để đồng hành chia sẻ. Thì cũng thông qua chương trình chị xem, chị thấy chương trình này nó cũng hay nên chị cũng muốn chương trình giúp đỡ để chị tìm được một người bạn đến với sau này á. Mong tụi em giúp đỡ cho chị. Rồi chị Nhung, mình đang làm nghề gì và mình đang ở với ai ở trên Hồ Chí Minh vậy chị? Chị thì chị có một bé gái năm nay học vừa đại học xong, nhưng mà chị không có ở chung với con. Chị bé gái thì ở quận 3 ở dưới với bà chị, còn chị thì ở Gò Vấp để sáng chị mua bán nhỏ xíu á, rồi trưa chị quay về công việc phụ nhỏ, giúp nhỏ em cơm nước rồi vậy thôi em à, chứ không có gì hết. Buổi sáng là con của chị hồi trước giờ không ở với chị luôn hay là xưa giờ là mới đây thôi chị? Chị lúc từ khi chị ly thân á, ly thân rồi xong tới ly dị 13 năm rồi, thì con chị nó tự lập mình nè. Rồi xong là nó ở bên bà chị của chị á hả, không ở với chị hay sao? Đúng rồi, nó ở bà chị thứ hai của chị dưới quê, rồi sau tới lên đại học á thì nó lại lên nhà trên này của bà chị, kết nghĩa của chị ở Sài Gòn nè, học 4 năm rồi xong giờ bé ra trường, bé cũng đi làm mẹ. Tôi thấy mẹ con có vẻ không có thân nhau hay là sao vậy chị? Sao mà chị không có chăm con gì hả? Có nghĩa là chị chăm nhưng mà đi làm để chị lo, cũng như mình đơn mẹ đơn thân mà, có mẹ với con. Ví dụ như ở dưới quê chị còn chị chạy viện lần vậy á, và chị gửi con chị cho chị hai chị. Xong rồi ở đây là mỗi tuần khi chị làm việc xong thứ Bảy Chủ Nhật là chị về quận 3, chị về với bé. Hôm qua thì chị về dưới chị cũng có nói chuyện với ông bé, thì nói chung thì chị cũng đã ly dị 13 năm rồi, thì chị nói ra cũng có bạn nhưng mà chung là bạn không thường thôi. Thì bé nó cũng thấy là nó mẹ ơi con lớn rồi, bây giờ con cũng học hành xong rồi, thì mẹ cảm thấy nếu như buồn thì mẹ có thể tìm người để chia sẻ với mẹ. Chứ giờ con lớn rồi, con học con ngày càng xa mẹ thì con đâu có ở gần mẹ đâu. Thế là nhưng mà hôm nay là đi công tác tiếp rồi. Hôm nay con lại đi công tác, con sẽ xa mẹ mấy ngày rồi đó. Nói chung mẹ con thì chỉ tại vì cuộc sống thôi em, sống xa nhà chứ mẹ con thì bình thường thôi, không có gì hết. Tại vì không thì em cũng thấy lạ thôi, tại em cũng mẹ đơn thân nè, em cũng nuôi con em một mình ở đây thôi chứ đâu có gì đâu khó khăn. Mà chị phải gửi con về quê, mình đi làm rồi con mình nó cũng đi học mà. Đâu có. Cũng đưa đi học. Tại lúc nhỏ là sống với bà ngoại ở bên ngoại mà cưng. Sau lúc mà vẫn lên học lớp 5 là mà chị mới bỏ chị đi làm đó chứ. Lớp 5 à, chị mới gửi. Lớp 5 là lớn quá trời rồi, ở trên Sài Gòn mà chị muốn đưa theo rồi chị đưa đi học rồi chị đi làm thôi chứ đâu có chị. Không, lúc đó chị một mình đơn thân nên lên đây chị cũng nói chung mới đầu với chị làm công ty lương nó cũng ít đó, chị không có đón lên. Cho nên chị hai chị thì chưa, lúc đó chưa có gia đình xa chị mà. Rồi sau này ở với mấy tới 38 tuổi chị hai chị mới có gia đình có con á. À, lúc trước nhà chị cũng con cháu ít á. Nó thôi mày cứ đi làm đi rồi ở nhà để con tao giữ. Thì sau đó nó ở quen tới chừng lên lớp 8 chị cũng có ý định lên Sài Gòn là rước nó, mẹ đâu con đó. Đó là nó không chịu, nó nói thôi ở nhà với má. Nó ở quen rồi đúng không? Rồi chị nói một chút cái lý do mà hai vợ chồng chị chia tay đi chị. À, nói chung là vì quan điểm cũng hồi xưa lúc gia đình chị còn nghèo, nói chung cũng nghèo, cái xong chị anh cũng đi lên Sài Gòn anh làm. Rồi xong thời gian sau thì mới đầu nói chung cũng gửi tiền về chăm mẹ con cũng vậy đó, viết đi vài năm viết tin tức gì đâu không thấy gì hết. Tới chuyện phát hiện thì ảnh đi theo con cá lại thôi, mình buông luôn chứ sang vậy. Rồi bây giờ chị công việc chị lại gì chị? Chị thì sáng á, là chị ở đó chị trọ đúng không? Chị đi ra ngay chỗ chợ, gần chợ Gò Vấp á, chị lấy cho má, chị chạy xuống Bình Điền, chị lấy cho bà má vài ký cá về bà bán chợ hoặc là lấy mực đồ về cho bán. Xong rồi tới khi sau 7 giờ rưỡi là chị đi qua nhà của nhỏ em là chung đồng nghiệp của bà chị á, bà chị về định cư bên Pháp, bà chị kết nghĩa nha, là là bà chị nhà con của nhà chị ở quận 3 dưới á, là chị kết nghĩa chị hôm nay là lúc 16 tuổi, hôm nay chị tới hôm nay đó chị đi chỉ giao nhà cho chị, nhưng mà cái điều kiện chị làm ở trên Gò Vấp cho nên con chị cũng lớn thì chị cho nó ở dưới nó quản lý. Rồi xong có cũng cho thuê á, thuê mấy bạn học sinh viên của nó ở chung là đi làm ở dưới luôn, cho nên thấy đông đúc cho nên chỗ dựng xe đâu cũng khó, không có được tiện, cho nên chị mới về đây ở, thấy hôi còn sức khỏe ở trên làm chứ nó cũng nói thôi mẹ nghỉ đi, nó không, mẹ không nghỉ, ở nhà mẹ làm gì, mẹ cứ ở đây thì từ nào giờ mẹ cũng có sống gần con đâu, bây giờ con lớn rồi con tự lập được, thôi mẹ con mình cùng cố gắng. Nó nói không, con tự lo được, mẹ cứ yên tâm đi, sao mẹ sống miễn vui vẻ thoải mái được rồi. Thì nói chung con chị với chị thì cái gần gũi không có, nhưng mà cái tình thì nói chung cũng đặc. Rồi vậy bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào chị? Chị mô tả về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Chị thì hồi xưa thì vợ chồng chị cũng hiểu nhau về quan điểm á, cho nên chị cũng muốn tìm người nó phải hiểu mình chân thật và ví dụ biết chia sẻ. Thì tuổi tác thì phải, dù chị sinh năm 79 thì cũng lớn hơn chị, chứ hồi xưa cha của con bé nhỏ chị 2 tuổi đó. Cho nên những cái quan điểm của mình nói nó không có phù hợp lắm, cho nên giờ chị lên cái gì nghĩ nói trước chương trình là phải tìm lớn tuổi hơn chị. Cho nên vậy á. Còn nói về vấn đề thì nhiều cái quan điểm không hợp thì mình cũng đâu có nói hết một lúc được. Nói chung là sau đó thì ảnh tự nói thôi, đi cũng vài năm nó tự gọi điện về nói thôi viết đơn về ly dị. Tới đó chị cũng hốt hoảng thẫn thờ á, xong chị buồn quá chị mới đi lên đây, chứ chị vô công ty ở Long An chị làm đâu cũng 4-5 năm gì đó. Cái tới chị con của chị cũng sắp lên đại học á, cái bà chị mới gợi ý, chị nói cũng theo dõi cuộc sống của chị mà bà chị kết nghĩa chị đó, thôi em cứ lên đây đi cho tập quen cuộc sống để con lên còn có thể hướng dẫn nó thế này thế nọ. Rồi có bà chị kết nghĩa ở Pháp kìa, sao không kêu bà kiếm người đi chị? Trời ơi, em cứ nghĩ đi ở Pháp thì mình ở đây thì làm sao? Nói vậy chứ ở đây mình làm sao, mình phải đầu ngôn ngữ này kia chứ. Đâu chứ giả lại chị cũng không thích đi ra ngoài đó, ví dụ như bảo lãnh vậy có thể tới đời con chị thì được, ý là vậy. Còn mình lớn tuổi em, đi mà xa xôi. Vậy như ý chị thích vậy, như một người cũng biết chia sẻ, rồi biết quan tâm mình. Nói chung là mọi vấn đề thì cũng phải biết chia sẻ với mình. Cái lúc trước gia đình chị một mình, đàn ông cũng chị, đàn bà cũng chị mỏi mệt, cho nên lúc ảnh buông chị cũng không có cái gì chuyện lạ thôi, chị cũng tự đứng mình nuôi con được đó. Rồi ok chị, bữa nay bữa cast đầu tiên thôi ha, nếu được chọn thì chương trình liên hệ lại với chị rồi trao đổi thêm với chị sau nha. Còn nội dung của mình xong rồi đó chị nha. Em cảm ơn chị nha. Rồi chị cảm ơn em. Dạ, hôm nay là buổi phỏng vấn của mình đã kết thúc rồi á chị, nên là mình có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ, chương trình cảm ơn chị ạ. Chị nói ha, chị giới thiệu mình đi ạ. À. Em nói đi. Em đang hỏi chị giới thiệu họ, tên, công việc, tuổi tác, chị nghe rõ không ạ? À? Chị là Bùi Thị Thu Hương, sinh năm 1959. Chị đang làm công việc đặc vụ ở công ty. Dạ. Yeah. Chị làm ở đâu vậy chị? Dạ. Làm ở đâu vậy chị? Chị làm ở Hải Phòng đấy. Làm ở Hải Phòng hả chị? Vâng. Rồi bây giờ chương trình mình ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh á, chị có vào đây chị ghi hình được không? À, cũng được. Em cứ xem là cảm mà hợp lý được thì chị sẽ quyết định chị vào. Rồi chị nói về hôn nhân của mình đi chị. Chị đã từng kết hôn rồi chưa? Thì, chị ly hôn từ năm 1996. Cách đây là năm bây giờ chị mới có 39 tuổi. Rồi sao ly hôn vậy chị? Có con gì không chị ơi? Sau ly hôn này thì chị có 2 thằng con trai. Thằng út thì chị năm nay đã 45 rồi. Thằng lớn 46, 2 thằng có gia đình hết rồi em ạ. Một cháu út thì giờ đang ở bên Canada. Còn chị sao ly hôn vậy chị? Vậy chị không đi bước nữa. Lý do sao mà ly hôn chị ơi? Dạ, ly hôn là ông đi ghen quá em ơi. Ông ghen mà ông yêu chị quá, nhưng ghen quá chị không ở, chị bỏ ông ấy. À vậy hả? Ừ. Dạ rồi. Bây giờ rồi lúc đó là chị chia tay xong chị có tìm hiểu người nào không? Không. Thì đúng giờ 2 thằng con trai chị nó mới có 17, 18 tuổi cho nên là chị không dám đi nữa em ạ. Ừ. Nhiều người hỏi nhưng chị không lấy. Bây giờ các cháu nó lớn nó ở riêng hết mà nó một thằng định cư đi sang Canada như thế, chị ở một mình chị buồn, chị mới nghĩ cái chuyện đấy thôi em ạ. Rồi ok chị, bây giờ chị muốn tìm người như thế nào chị? Chị muốn tìm người yêu tuổi hơn chị hoặc bằng tuổi chị cũng được. Mà phải hiền lành tử tế mà có công việc ổn định. Hoặc là kinh tế cũng phải bình thường chứ còn nếu bậy quá chị. Rồi ok chị. Rồi được rồi, nếu mà được chọn thì chương trình liên hệ lại với chị nha. À rồi. Rồi cảm ơn chị. Dạ rồi buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi ạ, mình có thể thoát cuộc gọi được rồi á chị. À rồi. Dạ chương trình cảm ơn chị ạ. À.